hello xin chào quý anh chị đầu tư đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel nha anh chị em là Ngọc Lâm. tiến chị nhà đầu tư nào đang xem cái uh, video này mọi người nhớ like cho em một like và thả cho em một quả tim cũng như là mọi người có thể để lại cho em Lâm uh, một cái uh, cái chữ đã like dưới cái phần bình luận nha anh chị. Ok thì hôm nay nó có những cái sự kiện trọng yếu nó xảy ra ở trong cái phiên giao dịch hôm nay anh chị một trong những cái mà khá là đặc biệt. Không. Uh, thì mình cũng đang chờ coi thử tình hình uh, cái uh, À, vấn đề của VND nó như thế nào anh chị? Nhưng mà hầu như anh chị nhà đầu tư nào mà à, sử dụng VND thì bây giờ cũng đang chờ thôi. Đúng không anh chị? Mình cũng chưa biết là cái cái vấn đề này à, nó như như thế nào anh chị? À, nói chung là hiện tại thì những cái sự kiện này nó xảy ra thì nó khá là ít thông tin ở thời điểm hiện tại. À, thì chúng ta cùng nhau chờ coi thử tình hình của à, VND nó như thế nào. Hôm nay là một cái thanh khoản khá là lớn đó là 86 triệu cổ phiếu anh chị. À, 86 triệu cổ phiếu à, khớp lệch hơn 86 triệu cổ phiếu khớp lệch. À, thì vấn đề này chúng ta vẫn chờ thêm một hai phiên nữa. À, nhưng ở trong cái cái phiên giao dịch hôm nay, á, cái về cái phiên chiều á chị, thì nó có thêm một cái sự kiện xảy ra nữa. à, phiên chiều hôm nay nó có một sự kiện xảy ra nữa. Thì anh chị nhà đầu tư có thể là là nếu như anh chị nhà đầu tư và mà mà, mà nhảy bán, anh chị thấy là cái sức mua của cái thị trường của mình đó anh chị là nó giảm. À, với lại cái gì anh chị, à, cái à, cái tỷ lệ vay à, tỷ lệ vay ví dụ như tỷ lệ đồng bại tỷ lệ vay margin nó bị giảm. Cái này thì nếu như mà anh chị nhà tư mới vào thị trường thì anh chị nhà tư sẽ không nhìn ra đâu nhưng mà mình nhìn vào tổng thể của thị trường mình nhìn vào À, bản điện thì mình thấy cái hiện tượng này có nó xảy ra anh chị thì mình khá là lo lắng nói chung là hôm nay là mình khá lo lắng tại vì em đã nói với anh chị nhậu tư cách đây vài phiên rồi khi mà nhiều người họ không còn dám nói về thị trường xấu nữa anh chị không còn ai dám cảnh báo về thị trường nữa thì đó là một trong những cái giai đoạn nó mang tính chất rủi ro nó mang tính chất rủi ro nhưng anh ra là mình cũng cũng uh, khá là nhạy cảm nói chung mình khá là nhạy cảm À, thì VND hiện tại thì nó chưa mở app, chưa giao dịch được thì khối lượng giao dịch cũng như là áp lực bán ra chưa có Thì coi thử phiên giao dịch ngày mai như thế nào Tại vì cái đây là một cái sự kiện mà trước giờ chưa từng có vậy à, Nếu như từ khi mình giao dịch tới giờ chưa từng có, có thể nó bị lỗi một đoạn nào đó thôi Chứ nó không phải kéo dài như vậy Thì chúng ta cùng nhau chờ đợi xem thử tình hình trong giai đoạn sắp tới như thế nào nha anh chị Rất là nhạy cảm Rất là nhạy cảm anh chị, mình rất lo lắng trong phiên giao dịch hôm nay Nó có hai cái sự kiện như vậy làm cho mình uh, diễn biến của mình là gì vậy phải xử lý không? phải xử lý cái mảng cổ phiếu này ví dụ như CTS chẳng hạn phải xử lý nói chung là gần hòa là mình xử lý đối mảng cổ phiếu này lộ đâu đó là 0.5% thì mình có đảo qua con VX mình đảo qua VX có nói với anh chị nhậu tư tối hôm qua đảo qua VX để mà nó nó cầm chịch cho thị trường hơn nếu như mà thị trường đi xuống thì khả năng VX nó sẽ giữ nhịp cho thị trường uh, thì nó sẽ đỡ cái 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 vấn đề hơn nói chung là 0.5% âm 0.5% thì nó quá đơn giản anh chị nhậu tư bình tĩnh mai mốt ổn định vào kiếm lại thôi đơn giản rồi chúng ta không phải là xử lý cho hiệu quả gì tại vì mình sợ nó ảnh hưởng chung tới cái nhóm cổ phiếu sợ à, nó chỉ ảnh hưởng chung tới cái nhóm cổ phiếu à, chứng khoán và nó tạo thành mô hình hai đỉnh nữa thì chết đó thành ra là nó giống như chỗ này nữa là chết anh chị nó giống như chỗ này nữa nó làm cho hai ba cây xuống đây nữa mình không biết được gì tại vì thì trong cái giai đoạn này thì anh em mình đâu có có có, có nắm bắt được cái thông tin đâu nó khá là mơ hồ nói chung là tới thời điểm này là khá mơ hồ nói chung mình cũng biết đó, nhưng mà mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư thì nó chưa có nhưng có cái căn cứ gì thì em là cũng đang chờ thêm ok thì anh chị nhà đầu tư nhớ chờ cho mình cái 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 chỗ này nha anh chị mình sợ mình xử lý cho anh chị nhà đầu tư gần hề thì âm không 0.5 thì mình nói với anh chị nhà đầu tư rồi và mình cũng nói với anh chị nhà đầu tư khách hàng là thông cảm không phải thông cảm ở trong cái thời điểm hiện tại tại vì nó rất nhạy cảm em cần phải xử lý với anh chị đầu tư ngay cả cổ phiếu C2 mình bán huề vốn luôn anh chị bán huề vốn tính ra là mình 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 bán huề luôn mạo phiếu này tại vì trong cái danh mục bây giờ là không có xử lý được mạo phiếu nào xe của thì anh chị đầu tư đi dài rồi để đó rồi thì bây giờ phải xử lý để coi trường hợp ngày mai tình hình thị trường nó như thế nào nó ổn định cho nên mình vào chiến lại tại vì bây giờ nó có cái phương án xử lý tại vì mình thấy được cái gì cái gì tỷ lệ margin nó sụt xuống ok mình đưa cái vị thế của anh chị nhà đầu tư về vùng giá an toàn mà thu lỗ của anh chị nhà đầu tư là hầu như là là bằng không đúng không anh chị hơn không một tí thì nó vẫn là một cái lợi thế tương đối lớn cho quý anh chị nhà đầu tư nói chung là về cái quản trị rủi ro thì bắt buộc mình phải quản trị rủi ro cho quý anh chị nhà đầu tư dù anh chị nhà đầu tư có giận thì mình cũng phải quản trị cái đó nhiệm vụ của mình tránh trường hợp là nó có biến gì đó đứng sau mà chúng ta không biết mai bắt đầu nó đổ đèo thì thì lúc đó chúng ta sẽ không phản ứng kịp và chúng ta sẽ không có cách nào để mà phản ứng cả nên anh chị nhà tư an tâm từ âm uh, 0.5 phần trăm đó thì em nói anh chị nhà đầu tư là ổn định em Lâm sẽ kiếm lại cho quý anh chị nhà đầu tư đó là lời chia sẻ thật lòng của mình nha anh chị tại vì mình sợ là khi mà thị trường bắt đầu nó đổ xuống anh chị thì kẹp hết và tiêu hết tiêu hết tiêu tán hết tất cả mọi cái thành quả của anh chị nhà đầu tư nên sẽ xây dựng cho anh chị nhà đầu tư như vậy. Và anh chị nhà đầu tư cố gắng có những cái vấn đề mà anh chị nhà đầu tư sẽ khó tiếp cận hơn. Anh chị làm sao biết được cái sức mua thị trường nó giảm gì? Nó giảm rõ ràng luôn. Kèm theo là VND nó giao dịch không được, VND cũng là một trong những cái công ty có thị phần lớn, thành ra nó không giao dịch được nên nếu như giao dịch được thì thành khoản phi giao dịch hôm nay sẽ rất là khủng anh chị. Rất là khủng. Chúng ta cùng nhau chờ đợi coi thử cái thông tin này như thế nào. Cơ quan uh, tham gia vào uh, tìm hiểu điều tra coi thử tình hình sắp tới như thế nào em Lâm cũng chưa có dám nói với anh chị nhà đầu tư à, cái thông tin mà mà chúng ta chưa chắc chắn được OK chúng ta chờ đợi coi thử tình hình như thế nào đấy anh chị nhưng mà anh chị nhà đầu tư nào mà đang là khách hàng của VND gì đó thì cũng phải vững vàng thôi vững vàng tâm lý cố gắng thôi vượt qua cái giai đoạn ngắn hạn này của thị trường à, OK còn về cái câu chuyện của thị trường thì chúng ta cũng sợ anh chị nói chung là nó có nhiều yếu tố rất nhiều yếu tố ở thời điểm hiện tại À, nhiều yếu tố. OK, chúng ta cùng nhau coi thử cái chỗ này, nó tình hình nó như thế nào chúng ta tiếp tục phán đoán xu hướng để chúng ta đi theo thôi nói chung là xử lý những giao dịch này là quá đúng rồi nên xử lý gọn nhẹ nhẹ nhàng để chúng ta bước vào một giai đoạn mới thôi tránh trường hợp là mai nó ung ung ra cái gì đó cái là chúng ta không nắm bắt được mà trong khi đó là thị trường cũng đã cao rồi ở những cái khu vực đấy nó cũng đã mang tính chất rủi ro rồi bây giờ thì không ai dám hô hào thị trường xuống nữa tại vì người ta mua hàng lại rồi ngay cả những người kiên nhẫn người ta cũng mua trở lại rất là nhiều rồi thì bây giờ em làm sợ là gì là những người này người ta mua vào rồi thì bắt đầu nó quay, quay trở lại nó giảm cái gì mấy tối hôm livestream vừa rồi em làm cái nói với anh chị nhà tư đó, sợ nhất là cái này thôi người hô tăng người hô giảm thì nó còn tăng nha anh chị chứ người ai cũng hô tăng hết rồi nó không tăng nữa. sợ nhất là gì full hàng không tại vì trên thị trường nó có một câu nói là gì là tiền mặt là vua thì lúc đó anh chị nhà tư nên mua vào cổ phiếu lúc đó anh chị nhà tư nên mua vào cổ phiếu tại vì lúc đó người ta bán gần hết rồi thì bây giờ là người ta nắm giữ tiền khi mà anh chị nhà đầu tư vào mua thì khi mà thị trường ổn định thì cái sức mua của thị trường nó lớn những người họ bán hết rồi họ có sức mua họ vào mua thì cổ phiếu nó đẩy lên thị trường nó đẩy lên nhưng mà khi mà cái hàng nắm giữ hàng là vua rồi gì đó là, là chúng ta phải cẩn thận ở trong những thời điểm này thì nó rất là nhạy cảm nói chung là hôm nay là một sự kiện đặc biệt đây là một trong những cái mà chúng ta nên viết vào cái nhật ký giao dịch để lại sau này nó là một trong những cái gì anh chị kỷ niệm cũng như là một cái mà kinh nghiệm của chúng ta trải qua giai đoạn này như thế nào. Còn việc đầu tiên của chúng ta khi tiếp cận với thông tin đó thì ông Lâm phải phòng vệ cho khách hàng của mình, ngay cả cá nhân của mình, giản gì mình chấp nhận. Và có thể là nay mai thị trường nó sẽ tăng trở lại thì mình có thể vào à, chơi tiếp, à, cân đối trở lại thôi. Nói chung là cân đối thôi. Hàng của anh em mình còn nhiều vì hàng nó có vài mã cổ phiếu, đó, nên thành ra là mình phải xử lý cho quý vị chị nhà đầu tư cho nó gọn nhẹ như vậy. Đó và có thông tin gì thì tối hôm nay em Lâm sẽ cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư ở trong cái live stream 21 giờ 30 nha anh chị đây là một trong những sự kiện mà chúng ta cần phải chú ý và đáng chú ý xem tình hình sắp tới nó như thế nào có thể đây là một trong những cái mà nó gây ra cái tình trạng là gì anh chị nó gây ra cái tình trạng là là, là khó chịu thị trường giao dịch khó chịu trong giai đoạn sắp tới ok chú ý cho em tí thôi nói chung chú ý tí thôi nhiều mã con mạnh, mà. rất nhiều mã con mạnh, mà cẩn thận tí thôi. Nói chung là cẩn thận không thừa. Trong chứng khoán là cẩn thận không thừa anh chị. Nhạy cảm nó không bao giờ thừa hết. Không. Nhạy cảm tí là không bao giờ thừa. Cố gắng thôi. Có gì em thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Gì em Lâm sẽ sẽ báo cáo cũng như là thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư. An tâm, nghỉ ngơi, xả hơi cuối tuần. Còn nhiệm vụ của mình thì mình phải bắt buộc phải 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 à, phải xử lý cho quý anh chị nhà đầu tư thôi. Cảm ơn mọi người nha, đã tin tưởng, yêu quý. Anh chị nhà đầu tư nào mà uh, quan tâm Thì liên hệ cho em Lâm nha anh chị Em Lâm sẽ hỗ trợ Hỗ trợ, tư vấn, đồng hành Quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành của quý anh chị nhà đầu tư Ok, bye bye mọi người nha Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào tối hôm nay 21 giờ 30 Ok, bye bye Xin chào và hẹn gặp lại